Thứ nhá, hôm nay mình sẽ gửi cho bạn một file free thi bố chiến, chỉ đi bố chiến không thôi. Trước tiên các bạn phải chỉnh cho màn hình của mình là 1366 x 768. Rồi tiếp theo là bạn chạy cái phần auto TW, mình sẽ cố gắng gửi theo link của video cho các bạn. Tiếp theo là bạn sẽ chạy top world. Rồi sau khi chạy top world thì bạn mở cho chế độ full màn hình, sau đó bạn sẽ ấn F6 sẽ thấy cái tiếng kêu píp. Rồi có lỗi gì thì bạn có thể ấn ESC để thoát nhé. Đây bố chiến nó sẽ tự động nó hiển thị ở đây. Cao thủ nào thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ nhé. Đây tại mình đây có ba nông dân đi làm việc rồi cho nó chưa vào được trận bố chiến vừa rồi, để chờ chút nữa xem nó có trận nào khác nữa không. Các cao thủ nào mà mình viết code chẳng hạn để auto quyền hạn có thể liên hệ với mình. Có hai người rồi là không phải bố chiến nhưng nó thoát bạn nhé. Đây lâu đài nó cũng không đi, lâu đài ám. Còn bản tính phí sẽ đi gần như được hết. Bố chiến tị nạn nô đài hoặc ám rồi một vài cái khác nữa. Còn ra mình có thể cài đặt các hotkey cây khác để làm các cái thao tác khác cho đơn giản, đỡ mình thao tác chuột nhiều. Đây rồi, được trận bố chiến này rồi. Đây, bố chiến. Hai trận bố chiến gần nhau nên chỉ chọn được một. Đây có một nông dân được free. Còn hai nông dân kia đang bận. Ok, đấy nha. Xin chào các cầu thủ.